Thăng Long Travel xin giới thiệu tour tham quan 5 ngày 4 đêm Cancun, Mexico từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 11. Bãi biển Cancun được biết đến là một trong những bãi biển đẹp nhất tại Mexico và trên thế giới, với khí hậu nắng ấm, ôn hòa và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ trong sạch. Cancun như một thiên đường dành cho khách du lịch. Đến đây, quý khách được tham quan và tìm hiểu nền văn hóa Maya với các địa danh nổi tiếng nằm trong danh sách bảo tồn UNESCO, Chichen Itza, Cuba, Tulum, v.v. Thăng Long Travel bao gồm tất cả các dịch vụ, vé máy bay, tour tham quan, khách sạn resort 5 sao, ăn uống các bữa nhà hàng buffet, nhà hàng seafood, nhà hàng Âu, Á, Mỹ chỉ với giá 1.590 đồng. Quý khách có thể tham quan tour 7 ngày. Mọi chi tiết xin liên lạc Thăng Long Travel 408-901-9000. Quý khách tham khảo website thanglongtravel99.com. Số lượng có giới hạn, vui lòng book sớm Thăng Long Travel.